Trận chiến khốc liệt tại cụm phòng tuyển Charlie, tỉnh Kon Tum đã diễn ra từ ngày 11 đến ngày 14 tháng 4 năm 1972 dưới tiểu đoàn 11 Nhảy Dù, đơn vị có biệt danh chiến trường là Sông Kiếm Trấn Ngãi, cùng với hai trung đoàn Bắc Việt thuộc sư đoàn 320. Chiến đấu trong một tình thể vô cùng nghiệt ngã, không có sự yểm trợ của không quân chiến thuật. Tương quan lực lượng thì lại một người lính Nhảy Dù Việt Nam Cộng Hòa phải đối đầu với 6 tên địch quân và cả tiểu đoàn 11 Nhảy Dù phải nằm chịu trận dưới cơn mưa pháo kích của một trung đoàn pháo binh Bắc Việt. Chưa tính đến một trung đoàn phòng không của đối phương đã khống chế các phi vụ tiếp tế và tản thương của tiểu đoàn. Cuối cùng để bảo toàn quân số, với khoảng 150 chiến binh còn lại, tiểu đoàn 11 Nhảy Dù đã quyết định phá vòng vây, mở những đường máu để triệt thoái khỏi ngọn đồi này. Vào ngày 11 và 12 tháng 4 năm 1972, Bắc quân đã mở trận hỏa công với 2.000 quả đạn pháo, 130 ly, 122 ly và hỏa tiễn đủ các loại vào các cứ điểm 960, 1020 và 1050 thuộc hệ thống phòng ngự của căn cứ Charlie. Gần 9 giờ sáng ngày 12 tháng 4 năm 1972, quân địch lại tiếp tục pháo kích lên ngọn đồi này thêm một lần nữa. Trung tá Nguyễn Đình Bảo, tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 11 Nhảy Dù bị trúng nguyên một trái đạn pháo của địch xuyên qua hầm trú ẩn của ông. Cố trung tá Nguyễn Đình Bảo đã nằm lại tại ngọn đồi Charlie vào ngày 12 tháng 4 năm 1972 khi vị tiểu đoàn trưởng này vừa đúng 35 tuổi. Ngay sau đó, tiểu đoàn phó thiếu tá Lê Văn Mễ được bộ chỉ huy lữ đoàn cử đảm nhiệm thay thế chức vụ tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 11 Nhảy Dù của trung tá Nguyễn Đình Bảo. Đến ngày 13 tháng 4 năm 1972, đại đội 111 của Trung Quý Thinh từ đỉnh đồi 960 rút về đỉnh đồi 1020. Đến trưa, ông được lệnh tung quân sĩ đi tìm nguồn nước và làm bãi đáp trực thăng để di tản thương binh và quân nhân tử trận. Cả đại đội 111 chỉ còn 50 chiến binh. Sau đó đại đội đã quyết định cùng nhau triệt thoái khỏi ngọn đồi 1020 và nhắm hướng Đông Nam để làm hướng lưu quân. Di chuyển được hơn 200 m thì bị địch quân tấn công. Chúng đã bố trí sẵn để phục kích đại đội 111 tại khu vực đi qua này. Trong lúc điều động quân sĩ chống trả, Trung Quý Thinh đã bị một tràng AK bắn vào người. Đại đội trưởng tử trận, Trung Quý Ba, người đại đội trưởng này đã nhào lên điều động quân sĩ bắn trả để vượt thoát khỏi vòng vây, nhưng cũng bị trúng đạn tử thương ngay sau đó. Quân nhân có cấp bậc cao nhất còn lại lúc này là Thiếu Quý Khánh, sĩ quan tiền sát viên tiểu đoàn 1 pháo binh Nhảy Dù, đã chỉ định trung sĩ Luân dẫn tổ khinh binh xung phong mở đường máu để phá vòng vây tiếp tục lưu quân. Người hạ sĩ quan Can Trường cầm đại liên hoặc tứ phía để mở đường cho đồng đội rút đi. Cuối cùng, trung sĩ Lung cũng bị một quả B-40 bắn vào người và hy sinh một cách đầy anh dũng. Ngày 14 tháng 4 năm 1972, địch quân lại tiếp tục mở thêm một đợt tấn công mới. Một phần của tuyến phòng ngự thuộc đại đội 114 bị địch tràn ngập khắp nơi. Vào lúc này, đơn vị đã hết đạn và cạn lương thực. Trước tình thế vô cùng nguy kịch, để bảo toàn quân số còn lại, thiếu tá Lê Văn Mễ đã ra lệnh cho quân sĩ tiếp tục rút lui. Anh đã xin bộ chỉ huy lữ đoàn 2 Nhảy Dù nửa giờ sau cho bắn đạn pháo nổ trên đồi 1020. Rồi sau đó ra lệnh cho các đại đội rời khỏi cao điểm để đi về hướng Đông Bắc, phương giác 800, tìm đường rút quân về Tăng Cảnh thay vì về Võ Định, nơi đóng quân của bộ chỉ huy lữ đoàn 2 Nhảy Dù, vì vị trí này quá xa căn cứ Charlie. Ba tiểu đoàn quân địch tràn lên chiếm Charlie thì bị 6 chiếc B-52 Việt Nam Cộng Hòa xuất trận do hàng ngàn tấn bom xuống đầu. Địch quân bị tan nát dưới những trận mưa bom khủng khiếp. 5 giờ chiều ngày 14 tháng 4 năm 1972, cả tiểu đoàn đồng loạt rút quân xuống núi theo sườn thoi thổi. Những trái bom B-52 đầu tiên rút xuống đã nổ khi người lính cuối cùng của đại đội 112 vừa xuống đến chân núi. Đoàn quân di chuyển hàng một và đi xuyên đêm không ngừng nghỉ. Rạng sáng ngày 15 tháng 4 năm 1972, tiểu đoàn đi tới một bãi lao sậy trống trải. Quan sát địa hình, thiếu tá Mễ thấy khu vực này có thể làm bãi đáp để trực thăng xuống bốc, nên ông đã lệnh cho tiểu đoàn dừng quân tại đây. Vị thiếu tá này đã điều động một toán quân tiến qua suối để bảo vệ cạnh sườn và dặn các đại đội chia ra từng toán 8 người để trực thăng đến bốc. Sau đó thiếu tá Mễ chỉ cho thiếu tá Duffy, cố vấn trưởng tiểu đoàn về vị trí điểm dừng quân và yêu cầu ông gọi cho trực thăng Hoa Kỳ để bốc đoàn quân bay về Võ Định. Sau khi liên lạc với không quân, cố vấn Duffy báo cho thiếu tá Mễ biết là khoảng 15 phút nữa trực thăng sẽ có mặt tại nơi này. Nhưng không còn thời gian chờ đợi được nữa, địch quân đã phục kích sẵn quanh bãi đáp và tràn lên như dòng nước lũ, tấn công khủng khiếp vào tiểu đoàn. Đại quý Nho, đại đội trưởng đại đội 111 đã điều động binh sĩ chống trả quyết liệt để bảo vệ ban chỉ huy tiểu đoàn. Anh tả sung hữu đột để chống trả các toán địch quân đang bao vây kín lấy anh. Địch quân chiêu dụ anh đầu hàng, nhưng vị chỉ huy này đã quyết tử, không chịu khuất phục. Người đại đội trưởng đáng tay vào cò súng, rít từng lò cạn máu về phía đối phương. Trong khi đang chiến đấu, một phát súng của địch quân bắn trúng vào đầu, để rồi tử sĩ anh hùng ấy đã mãi mãi nằm xuống tại ngọn đồi này. Cũng chính nhờ sự chiến đấu can trường của đại đội trưởng Nho nên ban chỉ huy của thiếu tá Mễ đã vượt thoát khỏi vòng vây của địch. Trung Quý Long trưởng ban 2 kiểm tra lại quân số thì lúc này chỉ còn 37 người. Ngay sau đó có 3 chiếc trực thăng của đồng minh Hoa Kỳ bay vào vùng đáp trực thăng dự định trước đó. Một chiếc hạ xuống bốc người, hai chiếc kia nhờ xung quanh có lao sảy thấp nên các xạ thủ phi hành quan sát thấy rõ địch quân. Họ đã tác xạ liên tục vừa đại liên vừa rocket để đuổi quân địch ra khỏi khu vực ban chỉ huy của tiểu đoàn. Về thiếu tá Mễ, do bị ảnh hưởng bởi quả lựu đạn bộc phát của địch ném vào ngày hôm trước nên lúc di chuyển phải nhờ Trung Quý Long đã phụ. Nhưng khi trực thăng xạ xuống để đón, thiếu tá Mễ đã nói: "Mình là cấp chỉ huy có máy truyền tin nên cần phải là người đi sau chót." Sau đó Trung Quý Long đã sắp xếp cho toán 7 người bị yếu sức và bác sĩ Tô Phạm Liệu, y sĩ trưởng tiểu đoàn đi chuyến đầu tiên. Số còn lại vừa chạy vừa trông chờ trực thăng khác đáp xuống. Họ yêu cầu cố vấn Duffy gọi cho trực thăng bay nhanh hơn vì địch quân đã kề cận phía sau. Khi trực thăng trở lại thì phi công yêu cầu cố vấn Duffy lên trước, nhưng vị sĩ quan Hoa Kỳ này đã khẳng khái từ chối và nói với phi hành đoàn rằng: "Tôi đi rồi thì các anh đâu chịu trở lại cứu những người bạn nhảy dù Việt Nam Cộng Hòa của tôi." Chuyến thứ tư bốc thêm một số người, còn lại 5 người là thiếu tá Mễ, thiếu tá Hải trưởng ban 3, thiếu tá Duffy cố vấn, Trung Quý Long và Hạ sĩ Long. Chuyến chốt vừa đến thì quân địch đã tiến đến rất sát, mọi người cố gắng trèo nhanh lên trực thăng. Vừa lên hết thì bỗng nghe một loạt đạn, nguyên một tràng AK bắn trúng trực thăng. Phi công phụ và một xạ thủ phi hành bị chết ngay tại chỗ. Riêng thiếu tá Hải bị trúng đạn ngay bàn chân, cả người anh rớt khỏi máy bay ở độ cao 3 mét. Lập tức thiếu tá Duffy nhảy theo để đỡ thiếu tá Hải, vì nếu ông không nhảy xuống thì phi công có thể vì hốt hoảng mà bay đi luôn. Từ trực thăng, Trung Quý Long nhìn thấy thiếu tá Duffy đang đứng bơ vơ phía dưới. Anh vừa khâm phục vừa cảm mến người bạn đồng minh tốt bụng, gan dạ và vô cùng can đảm này. Long tự nghĩ nếu trực thăng không đáp, anh cũng sẽ nhảy xuống để cùng được sống chết, bảo vệ người bạn đồng minh Hoa Kỳ để tình huynh đệ chí binh này. Khi trực thăng hạ thấp xuống, cố vấn Duffy bế thiếu tá Hải lên sàn phi cơ. Trung Quý Long và thiếu tá Mễ giơ tay cố kéo thiếu tá Duffy lên trực thăng. Lên tới, cố vấn này đã vội kéo xạ thủ phi hành vừa bị trúng đạn đến băng bó, nhưng anh này đã bị trúng đạn địch quá nhiều nên đã tử thương. Còn viên phi công phụ, theo lời của thiếu tá Hải kể lại, anh này đã được sắp xếp để chuẩn bị bay về Mỹ. Thế nhưng vì hôm đó thiếu sĩ quan đi cùng trực thăng, nên anh đã quyết định bay theo đoàn. Và đó cũng là chuyến bay định mệnh cuối cùng của người bạn đồng minh Hoa Kỳ anh dũng này.